Thưa quý vị, vàng thế giới vừa trải qua tháng thứ bảy giảm giá liên tiếp. Tính đến, đến nay, kim loại quý đã giảm khoảng 13 triệu đồng trên một lượng. Vào hôm nay, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm. Một số nơi đã đẩy giá vàng miếng SJC xuống dưới mốc 67 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên so với hôm qua. Giá mua vào bán ra neo ở mức 66 đến 67 triệu đồng một lượng. Tương tự, tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý tăng nhẹ giá mua vào thêm 50.000 đồng một lượng, nhưng lại giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, khiến giá vàng miếng SGC tại đây có mức giá 66,05 triệu đồng mua và 66,95 triệu đồng một lượng bán. Trong khi đó, giá vàng miếng SGC tại công ty vàng bạc đá quý My Hồng tăng 100.000 đồng một lượng vào chiều qua, nhưng vẫn giữ nguyên giá bán. Hiện giá mua vào tại doanh nghiệp này ở mức 66 triệu đồng một lượng và 66,8 triệu đồng một lượng bán ra. Đây là mức giá bán thấp nhất trong vòng 2 tuần qua. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng thêm khoảng 5 USD một once so với phiên trước, giao động quanh mức 1.639 USD một Quy đổi theo tỷ giá tại các ngân hàng, giá kim loại quý tương đương 49,1 triệu đồng một lượng. Giá vàng đang phải gánh chịu chuỗi 7 tháng thua lỗ liên tiếp, chuỗi giảm giá dài nhất trong hơn 50 năm qua, điều chưa từng thấy kể từ năm 1968. Tính từ đầu tháng 3, thời điểm giá vàng thế giới bật lên mốc cao nhất trong lịch sử, thì đến nay giá kim loại quý này đã giảm hơn khoảng 20%. Tính theo giá vàng thế giới quy đổi thì mức giá giảm này lên tới gần 13 triệu đồng một lượng. Hiện nay vẫn chưa rõ đường đi của giá vàng thế giới sẽ ra sao khi nhà đầu tư vẫn đang ngóng chờ quyết định tăng lãi suất lần thứ tư liên tiếp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ đưa ra tại cuộc họp trong 2 ngày 1 và 2 tháng 11 theo giờ Mỹ.